Vậy vậy mới thấy được cô đó, nhớ thấy chưa? Vậy như vậy mới thấy được. Để mang biết được cô mấy em khỏe không? Bây giờ còn những ai đâu điểm danh cho cô? Rồi điểm danh. Cô nói mấy đứa mở webcam lên. Mở webcam lên. Sư nói các em mở webcam lên. Cô nhìn mà điểm danh. Điểm danh. Rất cho 7 điểm. Nghĩa là cô nhìn từng em một. Chỉ cần thấy mặt là có điểm. Các bạn có điểm. À, nó có được 3 điểm. Oh sorry. Oh, thân thông mấy hả? Cô thấy Hoàng Thạch nè. Trường hả? À trường. Trường nha. Trường là như tiếng hả? Trường là trường áo đỏ. Hải hả? Hải à Hải. Hải đỏ phải không? Đúng rồi, Hải đỏ. Trời ơi, chơi chơi. Còn là giám đốc không à? Nghe mấy Hải cái gì anh dưỡng. Đó là hồi nhiều hả? Đó là nhiều đó cô. Diễm Châu ngồi đây nè. Lâu quá mới gặp Diệu á. Ai đó trường á hả? Diệu kìa. À Diệu, cô đang ngồi gần ở giữa có Diễm Châu với Diệu Thanh đây nè. Diễm Châu cho cô cho Diệu nhìn cái. Thấy rồi đó, chắc đó đó. Rồi cái này là Sơn. Đó tức là cái gương mặt Ti phải trong cái hình này, gương mặt của mình phải trong này, bên kia mới thấy đó. 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 Diễm Châu đó. Đó đó Diệu kìa. Em phải làm sao mà thấy cho. Dạ nha, mình phải em phải thấy trong cái hình nhỏ.